Có lẽ là chúng ta không thể nào quên được cũng một trận đấu giữa đội tuyển quốc gia của chúng ta với đội tuyển quốc gia Malaysia cách đây trong một kỳ AFF Cup trên sân Shah Alam. Mà khi đó rất nhiều anh em chúng ta ở đây đã có mặt. Chỉ hơn 10.000 cổ động viên Việt Nam của chúng ta thôi. Lần đầu tiên buổi lễ chào cờ của chúng ta làm rung rinh một đại sân vận động 80.000 khán giả. Và các bạn có biết không? Anh em chúng tôi hát, cầu thủ cũng khóc. Chúng tôi đứng trên khán đài cũng khóc. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta tập hợp được một lượng rất lớn các cổ động viên mà chúng ta hát rất là đồng lòng. Và tôi còn nhớ rõ trận đó là các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết sức dũng mãnh và chúng ta thắng 2 bàn cách biệt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mira. Cũng như tất cả những anh em cổ động viên bóng đá từng bỏ lương tháng, bỏ tiền túi, thế chấp xe và đủ mọi cách để mà lấy tiền mua một cái vé đi sang cổ động chứ không phải cá độ, không có cá độ. Cổ động viên chân chính không có cá độ, không có pháo sáng. Cổ động viên chân chính chúng tôi rất thích anh Dương Nghiệp Khôi là bởi vì lúc đó là với tư cách là tổng thư ký và thư ký, anh đã giúp rất nhiều cho cổ động viên. Tuy nhiên là chúng tôi rất mong là sau này nếu có dịp mà anh phụ trách vấn đề bán vé thì sẽ tốt hơn nữa. Các anh em có biết không? Tức là những cái gì mà chúng tôi tới với sân vận động không phải chỉ để thưởng thức bóng đá thuần túy, mà chúng tôi còn mang một cái niềm tự hào Việt Nam. Chúng tôi còn muốn dùng cái chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong đó có sự góp công nhỏ nhoi của cầu thủ thứ 12 trên sân, để hát, để hò, để kêu gào, để cùng nhau đồng thanh cổ động cho cầu thủ vào cái lúc mà họ cần sự cổ vũ nhất, đó là lúc chúng ta đang bị ép trên sân. Nhưng phải nói những bài nhạc truyền thống của chúng ta đã không còn phù hợp với lại việc cổ động bóng đá nữa. Và có thể nói rằng đây là một cái sự kiện hết sức độc đáo. Cho tôi cảm ơn lãnh đạo của báo Người Lao Động, cảm ơn công ty giải trí Việt, cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện diện ở đây, cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao Động đã làm cho cổ động viên chúng tôi lần đầu tiên trở thành trung tâm của một sự kiện bóng đá. Vốn chỉ từ trước tới nay cổ động viên chúng tôi phải chen chúc, phải đủ thứ hết để mà năn nỉ, để đi xin liên đoàn bán cho từng cái vé, để được vào thể hiện lòng yêu nước của mình. Thì đây phải nói là một cái sự kiện rất là độc đáo và đã thay đổi cái cách nghĩ của toàn bộ nền bóng đá của chúng ta, của công luận đối với cái hình ảnh của người cổ động viên. Cho nên cái sự kiện này nó quá đẹp. Tôi không biết nói gì hơn là mong muốn là cũng được đóng góp trong cái cuộc thi này. Nhưng mà xin thưa là không có nghề sáng tác. Cho nên đó, trước tiên hết là cho tôi được đóng góp tiền túi tôi thôi, 20 triệu. Và mong rằng là ban tổ chức sẽ có một cái cuộc thi và trao giải cho một cái bài nhạc mà cuối cùng cổ động viên chọn á. Tức là ở đây những nhà chuyên môn như nhạc sĩ Trần Tiến giỏi như thế, nhưng mà sáng tác một cái bài mà ù ù ù y ấy y ấy y, người Việt Nam không hát được trên sân vận động ù ù ù vậy được. Đó. Hay là nhạc sĩ Lân Cường sáng tác một cái bài rất là hay, niềm vui niềm tin chiến thắng. Đó là nhạc sĩ, tất cả những nhạc sĩ sáng tác những cái bài nhạc rất là vĩ đại, nhưng mà chúng ta hát cổ động không có được, đúng không anh Nghĩa, anh Tiến? Tất cả anh em chúng ta rất mong có một cái bài hát như là Manchester United, như là Barcelona, đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà đi vào lòng người. Bởi vì khi chúng ta hát lên những cái bài hát như vậy, đặc biệt lúc đội chúng ta thua, thì đó là những cái hình ảnh rất đẹp, giống như tại sao cổ động viên chúng tôi đứng lại trên sân nhặt từng cọng rác. Ở sân Thường Châu nó lạnh như thế các bạn, chúng tôi nhặt rác không phải là chúng tôi muốn bảo vệ cái sân vận động đó, môi trường cho cái sân vận động đó, mà chúng tôi nhặt rác là chúng tôi nói với các bạn là gì? Tôi tự hào là người Việt Nam. Tôi làm cái điều đó là vì sự văn minh chung của các bạn và của chúng tôi. Cho nên á, những cái điều mà cổ động viên làm mà ngày hôm nay chúng ta được
tri ân. Chúng ta được mọi người sáng tác cho chúng ta một bài nhạc để hát thì không còn gì để mà chúng ta không ủng hộ nữa. Tôi xin các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn cho ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn tất cả mọi người.